Bộ Tài chính vừa công khai tình hình trích lập chi quỹ sử dụng bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu. Theo đó, thì số dư quỹ bình ổn giá xăng đầu kỳ là 6.079,4 tỷ đồng, số dư cuối kỳ là gần 6.061 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, việc công khai quỹ bình ổn giá xăng dầu là nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định. Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu.